Hello anh em, hôm nay là ngày 23 tháng 5 của năm 2024 ha. Nhân dịp em có gửi hàng thuốc kích rễ chuyên dùng cho mai vàng, cắt da bôi thuốc trên bầu cây mai con, thì em cũng trước tiên là em chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ thuốc kích rễ bên em ha, chuyên cắt da bôi thuốc trên bầu cây mai con, hoành gốc từ hai chiều cao nó từ hai tấc tất cho đến là hoành gốc bằng cây viết lông ha. Thì anh chị phanh vỏ ra rồi bôi thuốc nguyên chất, phanh vỏ nằm ở dưới cái mặt bầu ha, còn những cái cây nào mà nó cảm thấy nó xung khỏe thì mình phanh ngang bầu thì cũng được ha anh chị. Thì dòng thuốc này là dòng thuốc cực mạnh anh chị xài cho luôn từ cây mai con cho đến là hoành gốc bằng cây viết lông, cắt da bôi thuốc. Rồi anh chị xài mai phôi, mai gừng, mai chiếu thủy, tất tần tật cho tất cả các loại cây mình muốn kích rễ, thì mình tác động da vào những cái nơi mà mình muốn kích rễ thì mình bôi thuốc nguyên chất lên ha, rồi giữ ẩm. Thì 3 ngày mình tưới 1 lần và 7 ngày mình tưới 1 lần nữa là nó ra rễ ha. Thì thời gian nó ra rễ của những cái cây mai con mình phanh vỏ đó là tầm cỡ khoảng chừng 12 đến 17 ngày là ra rễ ha, tùy theo cây khỏe và cây già. Nếu cây già thì cỡ khoảng chừng 17 ngày. Thì đây là dòng thuốc cực mạnh để em phui cho anh chị xem. Thì trước tiên em chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ thuốc kích rễ bên em ha. Chúc gia đình luôn luôn được hạnh phúc và vui vẻ và thành công trong năm 2024 ha. Đây là dòng thuốc cực mạnh, hạn sử dụng của nó là 3 năm nha anh chị. Để cho anh chị xem cái màu thuốc của nó ha. Và ở đây em cũng là chuyên làm giống mai xù Singapore ha, làm cắt da bôi thuốc. Đây là dòng thuốc cực mạnh ha anh chị. Đó, anh chị xem nè. Đó, thì mình chỉ tưới vào 2 lần thôi ha, tưới 2 lần thôi. Một cái thùng dầu 10 lít á, liều lượng á, thì một cái thùng dầu 10 lít thì mình sẽ cho 2 nắp chai này thôi nghe anh chị, cái 2 nắp chai này chứ không có xài nhiều ha. Mình đổ vô, mình tưới vô, mình pha là một thùng dầu 10 lít thì 2 nắp chai này. Đó, thì anh chị phanh vỏ dưới cái mặt cắt bầu ha, tại vì ở đây ở trên nhà thành ra em không có qua thực hành ở ở ngoài ha. Thì em có thực hành nhiều video để cho anh chị xem rồi, và cũng có xem những cái loại làm rễ rồi đó, cho nên là anh chị cứ, nếu mà anh chị chưa có xài qua dòng thuốc này thì cứ alo cho em sẽ gửi tặng cho anh chị một chai 50 cc, đủ làm cho 50 cây đó. Mình bôi thuốc thì ít, nhưng mình tưới 2 lần nha, mình tưới 2 lần nữa thì đủ 50 cây. Thì anh chị có nhà có cái mai cây mai nào mà từ chiều cao từ 2 tấc rưỡi cho đến hoành gốc bằng cây viết lông thì mình dùng loại thuốc này luôn ha. Còn mai phôi thì anh chị mới bứng về thì mình tha đầu đầu rễ ha, cắt ngọt đầu rễ mình tha vô, cạy bồ đất, xử lý bồ đất thì anh chị cũng đã biết rồi ha. Thì mình bôi vô mình giữ ẩm thì nó kích rễ ha. Còn những cây mai suy yếu thì anh chị cứ tưới vào thì nó sẽ tái tạo lại bộ rễ mới và đi đọt đi tàn đó, đi đọt đi tược, giống như những cây mai phôi của em đã xài rồi đó cho anh chị xem. Thì đây là dòng thuốc cực mạnh nha, hạn sử dụng nó tới 3 năm nghe anh chị. Hạn sử dụng tới 3 năm. Nó không kỵ bất cứ loại thuốc nào mình pha chung ha anh chị. Đó. Thì đây là dòng thuốc cực mạnh và mới. Nhân dịp tri ân khách hàng thì em xin tri ân khách hàng là bằng cách là mua 2 chai em tặng 1 chai tương đương. Còn những anh chị nào mà chưa xài loại dòng thuốc này thì cứ alo cho em gửi tặng cho 50 cc để già về làm cho vài chục cây mai của mình. Có cây mai nào mà suy yếu thì mình tưới vô để cứu mai ha. Đó, anh chị thấy cái màu thuốc không? Đó. Rồi, em cũng không quên chân thành cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ thuốc kích rễ ha. Thì đây là dòng thuốc là mạnh. Đó. Hạn sử dụng 3 năm nghe anh chị, hạn sử dụng 3 năm.
Thì ở đây em cũng làm mai tứ quý nè, mai xù Singapore nè, rồi mai giảo Tân Châu. Thì để khi nào mà có làm rễ rồi thì em sẽ alo cho anh chị ha, lên để tham khảo. Thì kênh của em là đa số là bán chi ăn khách hàng là mua 2 tặng 1 ha anh chị ha. Còn giá cả thì anh chị cứ comment ở dưới để cho em trả lời ha. Còn anh chị nào mà chưa xài đi thì cứ alo cho em để mình xài cho thử, mình test thử cái dòng thuốc này nào thì cứ cho em cái địa chỉ, số điện thoại để em gửi cho 50cc để mình xài ha. Ở nhà có cái cây mai nào mà yếu, bộ rễ nó yếu, thường thường những cái cây mai mà nó không đi tược, nó ngậm tược hoài là cái bộ rễ nó có vấn đề ha anh chị. Thì mình cần nhất là mình xài cho dòng thuốc kích rễ này để dưỡng mai suy yếu. Để em lấy thêm một cái cây mai mà em làm được 17 ngày nè anh chị, 20 ngày chứ. Đây, đây là để cho anh chị xem cái cây mai mà 20 ngày sau khi em làm rễ ha. Anh chị thấy rõ không? Thuốc này cực là mạnh ha anh chị. Nó sẽ, nếu mà anh chị không quấn băng keo là nó sẽ lên tới trên luôn nha anh chị. Nhưng mà phức phần ở dưới là nó vẫn ra rễ luôn nha anh chị. Lên giá thể lên tới trên anh chị. Cái dòng thuốc này á, nó ra rễ là cái cọng rễ nó to luôn nha anh chị, chứ không phải là cọng rễ màng như dòng thuốc khác ha. Khi mà nó ra rễ là nó ra cọng rễ to luôn. Thành ra mình không mất thời gian để dưỡng cây nha anh chị. Đó. Mà đặc biệt là hạn sử dụng nó tới 3 năm nè anh chị. Đây, để cho chị xem nè. Chị xem nè, 20 ngày nè anh chị. Nó ra như vậy nè. Nó ra từ ở dưới cái mặt cắt ở trên, ở mặt cắt ở dưới mình cắt ra bôi thuốc á, nó lên tới cái mặt giá thể luôn. Cái này là tại vì em do em tưới nhiều quá, em tưới tới 7 ngày em tưới một lần, chứ đúng ra chỉ tưới 2 lần thôi anh chị. Rồi xong là mình để đó mình dưỡng dưỡng bằng Atunip hoặc là cơm cát hoặc là này nọ để vô nó dưỡng rễ thêm, hoặc là gót 2. Đó. Còn anh chị nào mà có to của mai 3 số 7 thì mình cứ tưới vào ha, tưới vào thì cái bộ rễ của mình nó, bộ rễ cây mai nó mau phát triển. Anh chị thấy nó thành cọng không? Cái cọng rất là lớn. Anh chị thấy đã chưa? Xem chắc nó không rõ. Anh chị thấy đã, cái mai chưa? Đó. Thì ví dụ như anh chị nào mà chưa có xài qua dòng thuốc này cứ alo cho em, rồi em gửi cho 50cc để mình làm cho một cây cây mai nó có bộ đế đẹp ha. Anh chị thấy đã không? Nó ra cái cọng nó to hết trơn luôn anh chị. Cái này là 20 ngày đó anh chị. Thì cỡ này là anh chị tưới to của mai 3 số 7 vô ha. Thì ở đây là bên em có bán 2 dòng thuốc kích rễ đó. Đó. To của mai 3 số 7 là nhiệm vụ nó nuôi nòi đế, nó nuôi rễ anh chị. Đó. Cái loại này á, anh chị làm á,
Ví dụ anh chị nào mà kỹ thì mình che che tầm có khoảng 12 đến 15 ngày là mình đem ra nắng luôn ha anh chị. Mình đem ra nắng luôn để cho nó quang hợp với ánh nắng mặt trời thì nó sẽ phát triển cái bộ rễ như phát triển cái tàn. Còn như thời tiết nắng là mình để ra ngoài nắng luôn ha. Em thì em để ngoài nắng luôn. Đó. Em để ngoài nắng luôn vậy nè. Em không có che ha, em làm em để ngoài nắng luôn đó. Để ngoài nắng luôn. Mặc dù hổng gà là có mưa nghe anh chị. Mặc dù hổng gà có mưa nhưng mà em để luôn. Đó. Thì anh chị thấy nè. Đây là cái loại thuốc cực mạnh ha anh chị. Đó. Đây là loại thuốc cực mạnh mà hạn sử dụng nó tới 3 năm nghe anh chị. Đây là dòng thuốc cực mạnh á. Thì anh chị nào mới có vài cục cây mai hoặc là muốn làm thì cứ alo cho em gửi tặng cho 50cc ha, để mình làm cho nó có cây mai nó đạt hiệu quả. Còn thí dụ có làm anh chị có làm nhiều thì chương trình tri ân lúc nào cũng vẫn sẽ đến với anh chị ha. Em gửi tặng rất là nhiều, đặc biệt mua từ 10 chai trở lên. Rồi video nó cũng có dài, em xin phép kết thúc video tại đây ha. Có anh chị nào mà làm vài chục cây thì chưa xài qua dòng thuốc này thì cứ alo cho em sẽ gửi tặng 50cc ha, để mình xài mình cứu mai hoặc là mình làm rễ mai rồi chơi ha. Rồi mến chào anh chị, em chân chân thành cảm ơn anh em đã ủng hộ thuốc rễ bên em ha.